Đất mở mùa đúng một năm qua năm sau dính hoạch ác thiệt ở đây thì lý lấy, lấy tượng trưng thôi các bạn không không thể nào đưa đưa những cái lô đất đó à, chết người ta thì các bạn cứ biết ha một cái lô đất nó nằm ở trong cái khu vực này nè mới năm ngoái luôn năm 2022 À, hai năm rồi mới năm 2022 thì các bạn đấy bạn bạn lượm lượm cái miếng đất này mới mua miếng đất này thì nó còn được phủ một màu hồng thổ cư luôn á là chỗ này nó được lên thổ cư à thế thì đất của bạn đó bạn mới năm 2022 là bạn lên thổ cư luôn. Qua năm 2023 thì cái lô đất này nó quay trở lại là màu cây lâu năm. Một màu vàng cây lâu năm. Mà không những thế đâu, nó còn có một cái mũi tên nữa. Khu công viên Hồ Lộc Thanh thực hiện sau năm 2030. Có nghĩa là sao? Sau năm 2030 cái chỗ này á, nó sẽ làm thành công viên. Bởi vậy ngày mốt các bạn thấy mấy cái đất ven hồ như này nè né ra đừng có dính vào thấy vậy chứ không phải vậy đâu ghê lắm nó thường thường nó hay dính hành lang hồ nè thấy không đó nó làm công viên nè nó làm hành lang hồ nè nó nó có những cái răng của hành lang hồ nè đó các bạn thấy không đó đó nó hiện ra vậy rồi chết rồi